Chào các bậc phụ huynh thân mến, sau đây em xin hướng dẫn các anh chị cách cài đặt ứng dụng Zoom. Đầu tiên, đối với các dòng điện thoại Oppo hoặc Samsung, anh chị sẽ vào CH Play. Và tại mục tìm kiếm, anh chị gõ chữ Zoom. Trên màn hình sẽ xuất hiện Zoom Cloud Meeting, anh chị bấm vào. Tiếp theo, anh chị sẽ bấm vào chữ cài đặt. Vâng, như vậy là phần mềm đã được cài đặt xong rồi đấy ạ. Chúng ta sẽ xuất ra. Để kiểm tra, các anh chị sẽ nhìn trên màn hình của điện thoại chúng ta. Đây chính là phần mềm Zoom các anh chị nhé. Bây giờ em sẽ hướng dẫn các anh chị cách sử dụng Zoom. Chúng ta bấm vào Zoom. Tiếp tục, chúng ta bấm vào tham gia cuộc họp. Các anh chị thân mến, tại mục ID cuộc họp, tức là mật khẩu của phòng học, thì trước khi tham gia học, trung tâm sẽ gửi ID này cho phụ huynh để phụ huynh nhập vào nhé. Còn tại dòng chữ Oppo A53, tương ứng với chúng ta sẽ xóa đi. Và tại đây, các anh chị sẽ ghi tên của con của mình vào. Ví dụ như con của anh chị tên Lan, anh chị sẽ ghi Lan. Và đằng sau sẽ cộng với số điện thoại của các anh chị. Sau khi chúng ta đã nhập được ID và sửa tên cộng số điện thoại, các anh chị sẽ bấm vào chữ tham gia. Như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu học được. Trong quá trình cài đặt, anh chị có gặp khúc mắc gì thì hãy liên lạc để trung tâm hỗ trợ nhé. Cảm ơn.